Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi trang địa phương huyện Cái Nước, phát trình sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị và các bạn, để khai thác và hiệu quả hệ sinh thái mạ ngọt đan xen, vụ mùa năm 2024, bà con nông dân vùng sản xuất lúa tôm huyện Cái Nước đăng ký nhân rộng mô hình gần gấp đôi so với vụ mùa trước. Theo đó, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thủy sản trên địa bàn làm đầu mối cung ứng, đảm bảo lượng giống giúp bà con sản xuất. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đã chủ động cải tạo và rửa mặn, đảm bảo xuống giống đạt hiệu quả. Trên địa phương huyện Cái Nước kỳ này sẽ đề cập nội dung về nêu. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Qua nhiều năm thực hiện, bà con nông dân vùng sản xuất lúa tôm huyện Cái Nước xác định khâu rửa mặn đóng vai trò quan trọng, quyết định đến thành công của vụ mùa. Từ đó, ngay từ đầu mùa mưa, bà con đã chủ động rửa mặn, đảm bảo cho khâu gieo xạ đúng lịch thời vụ, hạn chế xảy ra rủi ro thiệt hại trong quá trình sản xuất. Với đặc thù của vùng sản xuất lúa tôm kết hợp có hệ sinh thái mặn ngọt đan xen, mùa khô nắng hạn gay gắt làm cho độ mặn trong vuông tôm tăng cao, ngấm sâu vào bên trong đất. Nếu rửa mặn theo hình thức truyền thống, chỉ rửa mặn được một phần trên bề mặt vuông tôm. Khi gieo xạ lúa gặp nắng hạn cục bộ kéo dài, độ mặn trong vuông tôm sẽ tăng lên, cây lúa kém phát triển, thậm chí bị thiệt hại. Để giúp cho khâu rửa mặn triệt để, nông dân vùng sản xuất lúa tôm huyện Cái Nước vận dụng quy luật thời tiết để cải tạo đất. Cụ thể, trong tháng 7 âm lịch hàng năm, thời tiết thường xảy ra đợt nắng hạn cục bộ kéo dài. Bà con tiến hành bơm tát nước để phơi đầm cho mặt đất ruộng nước chân chim. Khi thời tiết có mưa trở lại, lượng nước mưa dễ dàng ngấm sâu vào trong đất. Theo đó, độ mặn trong đất sẽ nhanh chóng được rửa trôi. Khi đó, bà con tiến hành bơm tát nước trong vuông ra bên ngoài mỗi khi có mưa, giúp cho độ mặn trong vuông tôm giảm nhanh và triệt để hơn. Cách làm này được hộ ông Nguyễn Ngọc Danh, ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú vận dụng nhiều năm qua, sản xuất thành công vụ lúa trên đất nuôi tôm. Thuận lợi là chỗ mình phơi được cái nẻ đất, mình rửa cái mặn nước nó xuống dưới á, nó rửa mặn nó kết quả hơn là cái mưa nhiều quá, có mưa có nắng thì mình rửa nó kết quả hơn là mưa dầm. Nhiều khi mình rửa mặn nó không được thì sẽ lúa nó bị nó nhiễm mặn nó hay chết giống á. Vụ mùa năm 2024, hộ anh Võ Đại Tá, ấp Rạch Mũi, xã Phú Hưng cũng như nhiều hộ dân trên địa bàn thực hiện khâu rửa mặn theo cách làm tương tự, giúp tiết kiệm được chi phí và công lao động. Hiện tại, bà con tranh thủ thời tiết có mưa, tiếp tục bơm tát nước rửa mặn. Khi độ mặn xuống dưới 2 phần ngàn, sẽ tiến hành xuống giống vụ lúa tôm. Trước tiên là mình phơi khô gì đây là nó giúp mình rửa mặn dễ hơn. Tại vì đất nó khô, nó nứt ra, mình rửa mặn nước mưa nó xuống sâu hơn. Mình rửa được nó kỹ hơn. Rồi thứ hai nữa là mình xạ lúa nè, nó dễ bám rễ hơn xuống dưới mấy cái kẽ nứt đó. Còn nếu mà mình mà chụp được, chụp hoặc là xới được nữa thì nó giúp cho đất tơi xốp lên, rửa mặn tốt mà xạ nó cũng tốt hơn nữa. Nó dễ bám rễ hơn. Yêu cầu mà mình rửa mặn được tốt là xạ là lúa lên tốt. Nói chung cái thời điểm này là cái thời điểm chín mùi. Ngay cái thời điểm này là cái thời điểm thích hợp nhất để mình phơi rửa đầm. Bà con mình đang khẩn trương để mà cải tạo để làm một vụ lúa trên đất nuôi tôm. Cái thời điểm này thì hình như là riêng ở khu vực này thì tỷ lệ hiện nay là nó khoảng 85%. Bà con đang phơi rửa cũng như tình trạng nó cũng như gì là coi như diện tích khoảng 80-85%. Việc vận dụng linh hoạt điều kiện thời tiết để cải tạo đất, rửa mặn đang được bà con nông dân dùng sản xuất lúa tôm huyện Cái Nước nhân rộng. Cách làm này không chỉ giúp cho khâu rửa mặn thuận lợi mà còn chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết, góp phần sản xuất thành công vụ lúa trên đất nuôi tôm. Vụ mùa năm 2024, huyện Cái Nước có gần 1.300 hộ đăng ký gieo xạ vụ lúa trên đất nuôi tôm với diện tích 1.420 ha, tăng gần gấp đôi so với vụ mùa trước. Để đảm bảo lượng lúa giống cung ứng cho bà con nông dân, chính quyền địa phương chỉ đạo các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thủy sản làm đầu mối cung ứng, đảm bảo lượng lúa giống cho bà con sản xuất. Phát huy kết quả đạt được của vụ mùa năm trước, năm 2024,
bà con nông dân vùng sản xuất lúa tôm huyện Cái Nước đăng ký nhân rộng mô hình sản xuất lúa tôm kết hợp với diện tích 1.420 ha, tập trung ở các xã Thạnh Phú, Phú Hưng, Hưng Mỹ và Hòa Mỹ. Đây là tín hiệu đáng mừng cho việc nhân rộng mô hình sản xuất, được đánh giá là hiệu quả và mang tính bền vững. Để đảm bảo đủ lượng lúa giống cung ứng cho bà con sản xuất, chính quyền địa phương chỉ đạo Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thủy sản Quyết Tiến, ấp sở tại xã Thạnh Phú và Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thủy sản ấp Cái Rắn xã Phú Hưng làm đầu mối cung ứng lúa giống chất lượng phù hợp với vùng đất nhiễm mặn, giúp bà con nhân rộng mô hình sản xuất theo kế hoạch. Hàng năm đều có hợp tác với các cái công ty giống là để hỗ trợ nông dân tạo cái nguồn giống tốt với cho giảm giá thành để hỗ trợ cho nông dân, bởi vì đây là cái chuỗi liên kết hỗ trợ nông dân chứ không phải là đây không phải là cái dịch vụ. Thành ra hàng năm là tìm những cái công ty để mình hợp tác cái số lượng giống để cho bà con mình giảm bớt cái chi phí sản xuất. Thì đến thời điểm này thì hợp tác xã cung ứng cho bà con được 10 tấn giống 5451 cho cái vụ mùa của năm 2024. Điều đáng phấn khởi là bà con nông dân vùng sản xuất lúa tôm huyện Cái Nước không chỉ đoàn kết trong lao động sản xuất mà còn giúp nhau bán lúa giống và vật tư nông nghiệp theo hình thức trả chậm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con sản xuất thành công vụ lúa trên đất nuôi tôm, giúp khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của hệ sinh thái mặn ngọt đan xen, giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Hộ nào khó khăn thì đây cũng có hỗ trợ đầu tư cho bà con. Vụ giống thì cũng hết vụ. Bà con có ấy thì cũng nếu bà con có nhu cầu về phân bón nữa thì cũng hỗ trợ cho bà con để bà con phục vụ để sản xuất vụ lúa đất nuôi tôm đạt hiệu quả. Thông qua chỉ đạo của chính quyền địa phương, đến thời điểm này, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thủy sản trên địa bàn huyện đã kịp thời cung ứng cho bà con nông dân được hơn 50 tấn lúa giống, đảm bảo gieo xạ khoảng 500 hecta. Diện tích còn lại được bà con nông dân chủ động mua ở các huyện vùng ngọt quá. Trong đó, giống lúa OM 5451 chiếm tỷ lệ trên 90%, còn lại là giống lúa ST24 và một số giống lúa có khả năng chịu mặn cao, thích ứng với vùng sản xuất lúa tôm. Mình chọn lại cái giống là OM 5451 và OM 18. Thì hai giống này là thích nghi nhất cái vùng của thích ứng nhất cái vùng của địa bàn Lăng Cùng xã Anh Phú. Qua mấy năm qua thì làm cái hai giống này thì năng suất rất là cao. Thị trường về cái thương lái mua cũng rất thích. Đối với vụ mùa năm 2024 thì huyện Cái Nước triển khai đến thời điểm này thì bà con cơ bản đã tổ chức rửa mặn rồi thực hiện cái việc là chuẩn bị giống cơ bản là đảm bảo cho vụ mùa. Thì tuy nhiên đối với phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện khuyến cáo bà con là mình năm nay cái mình thực hiện cái giống là OM 5451 và cái ST24, thì hai cái loại giống chủ lực này là nó phù hợp với cái điều kiện phát triển của cái tiểu vùng 2 tới vùng 3 của huyện Cái Nước. Với sự chỉ đạo linh hoạt của chính quyền địa phương, sự đồng thuận cao của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thủy sản trong việc cung ứng lúa giống và ý thức chủ động của bà con nông dân vùng sản xuất lúa tôm, với điều kiện thời tiết thuận lợi như hiện nay, tin rằng bà con nông dân sẽ thực hiện thắng lợi vụ lúa trên đất nuôi tôm năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, Trang địa phương huyện Cái Nước phát trên sóng đã phát thanh truyền hình Cà Mau kỳ này đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trang địa phương kỳ sau, phát vào ngày 13 tháng 10 năm 2024. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.